Chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, mưa liên tiếp trong hơn một tháng qua đã khiến hơn 20 triệu người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng. Tình hình vẫn diễn biến phức tạp trong nửa đầu tháng này. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục ở các tỉnh phía Nam trong nửa đầu tháng này với những diễn biến khó lường. Quyết định được đưa ra khi các trận mưa lớn gây lũ lụt không ngừng tàn phá các vùng đất rộng lớn của nước này. Mực nước ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử cũng như hồ Động Đình và hồ Bà Dương ngày một tăng lên do mưa lớn kéo dài. Tổng cộng có 18 con sông ở Giang Tây và An Huy đã gặp lũ lụt ở mức trên cảnh báo. Theo Bộ Tài nguyên nước, các hồ chứa ở thượng nguồn sông Dương Tử sẽ được cho hoạt động phối hợp để giảm lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp, làm giảm áp lực kiểm soát lũ ở Trung và Hạ Lưu sông. Hôm đầu tháng xuất hiện trận lũ số 3 trong năm trên sông Dương Tử với lưu lượng nước 54.000 mét khối trên giây. Chính quyền địa phương được khuyến khích tăng cường giám sát thời tiết, tuần tra đê hồ chứa và trạm thủy điện. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 4 với cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Đài quan sát quốc gia Trung Quốc hai hôm trước cũng tiếp tục đưa ra cảnh báo mức xanh dương trong mưa bão. Theo New York Times, tính đến hôm qua, khoảng 23 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Hồ Bắc. Đây đồng thời là trung tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc hai năm trước. Mưa lớn vào thời điểm này trong năm thường làm các sông hồ ở Trung Quốc quá tải. Song do ảnh hưởng của trận chiến chống đại dịch COVID-19 hai năm trước đã làm ảnh hưởng đến khả năng chuẩn bị ứng phó mưa lũ. Nhân dân Nhật Báo đã cảnh báo về điều này từ mấy tháng trước, đã hơn 30 ngày liên tiếp cảnh báo mưa lớn được đưa ra và thời tiết tại Trung Quốc vẫn chưa có nhiều dấu hiệu thay đổi. Giới chuyên gia tiếp tục cảnh báo về khả năng sạt lở đất và vỡ đập tại nhiều khu vực. Do đó, vào ngày hôm qua, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo nước này đã nâng mức phản ứng khẩn cấp nhằm đối phó với lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 trong bối cảnh những trận mưa liên tiếp tiếp tục tàn phá các vùng đất rộng lớn của nước này. Theo Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tây Trung Quốc, lũ lụt ngày hôm qua đã làm ảnh hưởng tới đời sống của 437.000 người dân địa phương. Tỉnh đã cho sơ tán 9.810 người trước khi mưa lớn đổ xuống, dự tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 295 triệu nhân dân tệ, tức vào khoảng 41,26 triệu đô la Mỹ. Tại thủ phủ Nam Xương của tỉnh Giang Tây, những cơn mưa xối xả tối 2 ngày trước đã gây ngập nặng trong thành phố, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà, giao thông tê liệt hoàn toàn. Mức ngập sâu nhất là 2,1 mét, lực lượng cứu hỏa đã làm việc không nghỉ trong đêm để thoát nước trong thành phố. Sau khi nước rút, người dân thành phố đã được đưa đi sơ tán tới khu vực an toàn. Cũng trong cùng ngày, một khu vực khác thuộc đô thị Nghi Xuân ở Giang Tây cũng bị tàn phá nặng nề do mưa bão. Tại quận Tĩnh An, lính cứu hỏa đã giải cứu 18 người bị mắc kẹt do lũ, đưa cả 18 người tới nơi an toàn sau hơn một giờ nỗ lực giải cứu. Tại quận Phụng Tân, lượng mưa tối đa ghi nhận được hơn 250mm. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời sơ tán người dân địa phương khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Anh Wei Yunjun, cán bộ quận Phụng Tân, Nghi Xuân, Giang Tây cho biết, từ đầu mùa lũ, chúng tôi đã lên kế hoạch chia lực lượng cán bộ tới các địa phương để sơ tán người dân, đưa họ tới nơi an toàn. Tới ngày hôm qua, sau khi lũ rút đi, người dân trở lại các ngôi làng dọn dẹp và khử trùng nhà cửa. Hồ Bà Dương, địa điểm nổi tiếng ở thành phố Cửu Giang cũng đã đón nhận một cơn mưa lớn. Một trạm quan trắc khu vực đã ghi nhận mực nước lên tới 21,14 m vào 11 giờ sáng qua. Để đối phó với tình hình mưa lũ ngày càng phức tạp, ngày hôm qua, Trung Quốc đã tiếp tục nâng mức cảnh báo khẩn cấp từ cấp độ 4 lên cấp độ 3. Những cơn mưa xối xả trong nhiều ngày qua ở Trung Quốc đã gây lở đất, làm giao thông khu vực Tây Nam thành phố Trùng Khánh, tỉnh Giang Tây, tê liệt. Tại quận Vũ Long của thành phố Trùng Khánh, hàng loạt các con đường huyết mạch đã bị tê liệt hoàn toàn do lở đất. Thị trấn Nhã Giang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Báo cáo hơn 45.000 mét khối đất đá đã chia cắt hoàn toàn giao thông địa phương, cô lập hơn 56.000 cư dân trong khu vực.
chính quyền địa phương hiện đã cử nhân viên cứu hộ cùng máy móc đến các điểm sạt lở. Chị Lee Hong, quản lý công ty bảo trì đường bộ thị trấn Nhã Giang nói, chúng tôi đã điều động 215 máy móc, phương tiện cứu hộ đến các điểm sạt lở và sẽ cố gắng hết sức để có thể khai thông trên tuyến giao thông huyết mạch, giải cứu bà con. Trong khi đó, một vụ lở đất nữa xảy ra ở quận Sa Bình Bá, chắn ngang con đường dẫn qua núi, lực lượng cứu hộ hiện đã tiếp cận hiện trường, sửa chữa bờ kè, đường bị hư hại, khắc phục hậu quả vụ lở đất. Hoạt động này dự kiến sẽ mất hơn một tháng. Tại làng Lushui của quận Phù Lăng, trận lở đất tuần trước đã khiến 29 người dân trong khu vực phải đi sơ tán khẩn cấp. Lượng bùn đất lớn đã khiến một tòa nhà đang xây của người dân đổ sập. Hạt Phục Tân của Giang Tây đã ghi nhận trận mưa lớn nhất năm vào tối ngày hôm trước, với lượng mưa cao nhất lên tới 235,2mm tại thị trấn Jitieni. Mưa lớn đã khiến nhiều đường phố chìm trong biển nước với mực nước sâu hơn 2m. Mưa lớn những ngày gần đây ở Trung Quốc đang liên tục tàn phá nhiều địa phương, gây ngập úng nặng nề, khiến giao thông tê liệt và đe dọa cuộc sống của rất nhiều người dân ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn. Tại thành phố Trì Châu ở phía đông tỉnh An Huy, những cơn mưa như chút nước ngày hôm qua đã tạo ra dòng lũ cuốn nguy hiểm, gây ngập diện rộng, phá hủy một đoạn trên quốc lộ 206, khiến giao thông khu vực tê liệt. Tại thành phố Hành Thủy ở tỉnh Hà Bắc, mưa lớn hai ngày trước cũng đã gây ngập nghiêm trọng tại khu vực đô thị. Hơn 30 nhà dân trong khu vực ngập trong mực nước lên đến 95cm. Lính cứu hỏa đã giải cứu một người phụ nữ cao tuổi bị mắc kẹt trong một ngôi nhà ngập nước. Sau khi giải cứu và đưa được người phụ nữ này tới nơi an toàn, lực lượng cứu hộ đã dùng bơm để đưa nước ra khỏi ngôi nhà. Tại thành phố Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc, 4 người lớn và 1 trẻ em đã được giải cứu khỏi dòng nước lũ. 5 người bị mắc kẹt ở giữa dòng sông do mưa lớn và dòng nước chảy xiết. Lính cứu hỏa đã dùng xuồng cứu sinh và đeo áo phao cho các nạn nhân, sau đó đưa họ vào bờ an toàn. Những cơn mưa xối xả cũng đã tấn công khu vực phía đông tỉnh Giang Tây trong chiều ngày hôm kia. Tại thành phố Cộng Thanh, mưa đã gây ngập nhiều tuyến đường, khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Đội tình nguyện địa phương đã cử 9 cán bộ đi dọc các tuyến đường, tiến hành công việc thoát nước. Cơn mưa như chút trong tuần trước đã tấn công thành phố Cù Châu ở phía đông tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Hai người đã bị mắc kẹt cùng một chiếc máy xúc ở giữa dòng sông vắt ngang qua quận Kha Thành. Do cách bờ 30m, lính cứu hỏa đã không thể tiếp cận hai người này. Sau đó, cần cầu đã được điều đến để đưa hai người đàn ông vào bờ an toàn. Con đường độc đạo tại làng Châu Tang thuộc huyện Thường Sơn đã ngập hoàn toàn, khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà. Lính cứu hỏa đã phải dùng xuồng cao su sơ tán người dân tới nơi an toàn trước giờ trưa. Tới nay, theo báo cáo, đã có 835 người ở huyện Thường Sơn được sơ tán và tái định cư. Lũ lụt đã làm ngập hơn 1.450 ha đất canh tác, gây hư hỏng 27 vị trí tại con đê địa phương, làm gián đoạn giao thông trên 67 tuyến đường. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính hơn 14 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 1,81 triệu đô la Mỹ. Khu vực Tây Nam tỉnh Quý Châu của Trung Quốc đã chứng kiến lượng mưa lớn tại thành phố Đồng Nhân, với lượng mưa tối đa lên đến 320mm trong tối qua. 9 giờ tối qua, lũ quét bất ngờ đã khiến 9 người mắc kẹt trong một ngôi làng ở thành phố Đồng Nhân. Sau 2 giờ nỗ lực giải cứu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu được tất cả những người bị mắc kẹt. Tính tới trưa ngày hôm qua, lính cứu hỏa đã sơ tán được hơn 130 người trong thành phố tới khu vực an toàn. Mưa lớn cũng đã gây ra lũ quét và lở đất ở thị trấn Chiêu Thông ở phía tây nam tỉnh Vân Nam Trung Quốc, cuốn trôi nhiều phương tiện giao thông. Lực lượng cứu hộ địa phương trước đó đã sơ tán người dân trong vùng tới nơi an toàn. Báo cáo trưa ngày hôm qua ghi nhận thương vong do mưa lũ. Lá chắn đập Tam Hiệp liệu có đủ mạnh để kiểm soát lũ? Trung Quốc đang phải hứng chịu mưa lũ nghiêm trọng nhất trong vài chục năm qua. Những cơn mưa xối xả kéo dài, những lần mực nước tăng báo động, những lần xả lũ hết lần này đến lần khác. Người dân đứng ngồi không yên khi đập Tam Hiệp phải chịu những mối đe dọa cận kề. Theo Tân Hoa Xã, lượng mưa lũ trung bình tại lưu vực sông Trường Giang, còn gọi là sông Dương Tử, đã đạt mức kỷ lục từ năm 1961. Nhà chức trách đã ban bố mức ứng phó lũ khẩn cấp lên sát mức cao nhất. Đợt thiên tai đã đặt ra những dấu hỏi về vai trò của đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới nằm trên thượng nguồn sông Trường Giang, đoạn qua thị trấn Tam Đầu Bình, tỉnh Hồ Bắc.
Mới đây, chuyên gia đang lo ngại rằng liệu đập Tam Hiệp có đủ mạnh để chịu đựng những cơn mưa lớn xối xả trong thời gian sắp tới hay không. Thứ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho rằng các con đập trên cả nước, đặc biệt là đập Tam Hiệp, đã hoạt động hiệu quả trong việc kiểm soát lũ những năm qua. Mới đây, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã công bố dữ liệu cho thấy mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp đã đạt mức 163,2m, cao hơn 18,2m so với mức cảnh báo lũ. Công ty điều hành đập tuần qua cho biết lượng nước trong hồ chứa của con đập đã đạt khoảng 95% tổng dung tích. Hơn nữa, lượng xả lũ của đập được điều chỉnh giảm từ 63.000 xuống còn 29.000 mét khối mỗi giây nhằm giảm áp lực lũ tại các vùng trung và hạ lưu. Hiện nhiều khu vực ở hạ nguồn sông như Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương đang có mức nước cao kỷ lục. Ông Phạm Hiểu, nhà địa chất học Trung Quốc từ lâu phản đối các dự án thủy điện lớn cho rằng sức chứa của hồ thủy điện đập Tam Hiệp chỉ chiếm chưa đầy 9% lượng nước lũ. Ông Phạm phân tích rằng đập Tam Hiệp chỉ có thể ngăn chặn một phần và tạm thời lũ ở vùng thượng nguồn và đóng góp rất ít cho việc kiểm soát lũ gây ra lượng mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Trường Giang. Theo ông Phạm, giới hoạch định đã bỏ ra năng lực điều tiết lũ tự nhiên của các con sông và hồ nước khi cho xây dựng đập thủy điện để kiểm soát lũ. Bên cạnh đó, ông Shaman, nhà địa chất học chuyên nghiên cứu về lũ lụt Trung Quốc nói rằng đập Tam Hiệp chỉ có thể giúp giảm nhẹ các trận lũ bình thường và ít có hiệu quả trong những trận lũ lớn. Ông Shaman nhận định một trong những chức năng chính của đập Tam Hiệp là kiểm soát lũ, nhưng chưa đầy 20 năm sau khi nó hoàn thành, chúng ta chứng kiến trận lũ lớn nhất trong lịch sử. Thực tế là con đập không thể ngăn chặn những tình huống nghiêm trọng này. Chính quyền Trung Quốc gần đây cũng thừa nhận rằng không thể chỉ dựa vào đập Tam Hiệp để điều tiết lũ cho cả vùng đồng bằng sông Trường Giang. Một số nhà phân tích được truyền thông nước này dẫn lời nhận định rằng đỉnh lũ vào cuối tháng này, đầu tháng tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho đập Tam Hiệp và hệ thống ứng phó thảm họa chung. Vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.